Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta được Chúa Ngài dành cho chúng ta những phước hạnh lớn lao mà chúng ta được nhắc nhở. Praise the Lord that this morning the Lord has in store many blessings for us to receive. Và chúng ta cảm ơn Chúa đã nếm trải được những cái phước hạnh ngay từ đầu. Chúng ta đã thấy việc tuyên xưng đức tin của các anh chị em của chúng ta qua báp têm nước. And praise the Lord, we were able to be a part of those blessings from the very beginning of service as we saw our brothers and sisters profess their faith through water baptism. Cảm ơn Chúa vì không có gì vui bằng khi chúng ta thấy những người thân thương của chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn tụ với chúng ta trong niềm tin khi họ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. There's no joy that is greater than having a loved one, a friend, a family member that will join us in faith and to declare their faith in God. Quan trọng và vui đến độ thiên sứ của Chúa, Chúa Giêsu bảo với chúng ta là thiên sứ của Chúa trên trời cũng vui mừng khi có một người thôi trở lại tin Chúa thì cả thiên sứ trên thiên đàng cũng đã vui mừng. The word of the Lord tells us that even the angels rejoice when even one comes to the Lord in salvation. Hallelujah. Bởi vì đây là tin vui lớn nhất mà nhân loại có thể nghe được. Because this is the greatest good news, the greatest gospel that mankind can hear. Và là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của And một người. And it is the most important decision that a person can make. Quyết định đem đến kết quả cho đến đời đời là như vậy. This decision brings about eternal results. Trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi cũng xin nhắc các anh em ở trong hội thánh. And before we go into the word of the Lord, I just want to remind you, my brothers and sisters. Nhất là công việc mà chúng ta, các anh em chuẩn bị cho bữa ăn ở trong tuần tới cho ngày mẫu thân, ngày của những người mẹ. And especially for the men in our church, as we are going to be preparing the meal for Mother's Day next Sunday. Đây là truyền thống mà chính tôi đã lập mà hơn 40 năm trước. This is a tradition that I myself established over 40 years ago. Và chúng tôi đã từng giảng nhanh xong chạy xuống nhà bếp để tiếp tay với các anh em để nấu bữa ăn để đãi. There are times that I would have to preach very quickly and then run into the kitchen to help work with my brothers to prepare the Sunday meal. Và chúng tôi đảm bảo rằng sẽ có những bữa ăn, những món ăn đặc biệt ở trong ngày đó. I want to guarantee with you mothers, mother figures in the house that there's going to be some good food. Cho nên các anh em hãy giúp tôi tiếp tục truyền thống này một cách tốt đẹp. So my brothers in Christ, would you continue in the tradition and help us to make this happen next Sunday? Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tạ ơn Chúa vì sự phục hưng tươi mới đang đổ ra ở trên chúng ta. Praise the Lord for the great revival that He's pouring out to us afresh and anew. Và Chúa ngài truyền lệnh cho chúng ta hãy lan tỏa sự phục hưng này đến khắp mọi nơi. And God tells us, He commands us even to spread this revival wherever we go. Và để chúng ta có thể lan tỏa sự phục hưng này. And for us to be able to share this revival, chúng ta cần bước đi trong thẩm quyền. We have to walk in the authority that Christ has given us. Chúng ta tạ ơn Chúa vì thẩm quyền Thuộc Linh được giao trong tay chúng ta. We thank God for the spiritual authority given to us in our hands. Để chúng ta có thể dọn đường cho Chúa. So that we can prepare the way for the Lord. Ở trong Luca chương 10 câu số 1 nói. In Luke chapter 10 verse 1, the word of the Lord says. Sau đó Chúa chỉ định 70 môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. After these things, the Lord appointed 70 others also and sent them two by two before his face into every city and every place where he himself was about to go. Chúa sẽ đến đó. God, Lord Jesus, was going to come there. Khi các môn đồ của Chúa dọn đường cho Ngài. Whenever the disciples prepared the way for him. Và nếu chúng ta đọc tiếp Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy cách mà họ có thể dọn đường cho Chúa. And if we continue to read in Luke chapter 10, we're going to see how the disciples prepared the way. Đó là họ phải đến và chúc phước cho người ở trong thành đó. They would come to a village, a town, wherever they set foot, and they would bless the people there. Họ ngồi xuống để lắng nghe nhu cầu của những con they người. They would sit to listen to the needs of the people. Rồi họ nhân danh Chúa và chữa lành cho những người đau ốm. And then in Jesus' name, they would heal the sick. Và công bố cho họ rằng nước trời đang ở ngay trước mặt họ. And they would declare to them that the kingdom of heaven is here. Vì khi một người được chữa lành, một người được giải cứu. Because when one is healed or delivered, đó là sự bày tỏ của vương quốc của Đức Chúa Trời trên thân thể, trên cuộc đời của họ. Kingdom of heaven upon their bodies. Amen? Bởi vì bày tỏ ra Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng và
chỗ nào được giao cho Chúa chủ quyền để làm vua cai trị, thì chỗ đó Ngài sẽ giải quyết những nan đề và giúp đỡ để đời sống của những con người tại đó được phước hạnh. Because it was an affirmation that wherever God's presence was upon a person, the kingdom of heaven would be there, healing would take place, deliverance would take place. Và một khi phép lạ xảy ra, người ta được chữa lành. And whenever those miracles of healing would happen, thì chúng ta thấy rằng lòng dân chúng sẵn sàng. Then we saw that the people's spirits, their hearts were ready to receive. Để có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. And to step into the kingdom of God. Cho nên chúng ta thấy tại đây Đức Chúa Giêsu Ngài sai các môn đồ của Ngài đi trước vào các thành, các nơi để chuẩn bị cho cái chỗ mà Chúa Ngài sẽ đến. So we hear in the word of the Lord, we see here that Lord Jesus commanded his disciples to go before him to prepare the way for him. Tôi muốn nhắc lại lời tiên tri mà chúng ta đã nghe về sự phục hưng cho thành phố Houston của chúng ta. I want to remind you this morning the prophetic word that we received about revival in the city of Houston. Đó là Chúa sẽ sớm đến thăm viếng trên thành phố Houston của chúng ta. And that is God would very soonly come and visit the city of Houston. Và Ngài sẽ đến qua người Việt Nam. And he would come through the Vietnamese people. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái đặc ân mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. We praise God for this honor that he's prepared for us. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đổ sự phục hưng của Ngài trên chúng ta. And I believe that God has poured out his revival upon us first. Và trời mở rộng trên đầu chúng ta, trên hội thánh. Above us. Và tất cả những nguồn phước hạnh của Chúa đổ xuống trên chúng ta một cách tự do. And then every blessing of the Lord would pour upon us freely. Trong Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta biết rằng khi trời đóng lại có nghĩa là tất cả những lời cầu nguyện dâng lên không đến thấu đến Chúa mà sẽ dội trời xuống. In the New Testament we can find that whenever the heavens are closed, the prayers that would go up, it was almost like they hit a wall and come right back down. It's in the Old Testament. Chúng ta thấy ở đây khi Chúa Ngài mở trời ra có nghĩa là trời chuẩn bị sẵn sàng để đổ những phước hạnh xuống trên nơi chốn đó, trên những con người đó. And we praise God because when the heavens are open, we know that the Lord is ready to pour out his blessings. Như khi trời mở ra cho Jacob. Whenever the heavens were open for Jacob, đã biến cái địa điểm nơi ông đang nằm ngủ đó trở nên nhà của Đức Chúa Trời. He changed that area where he was laying his head to sleep to be a place where the Lord would reside. Và Chúa Giêsu cũng hứa rằng trời sẽ mở ra ở trên chức vụ, trên thánh vụ của Ngài và phước hạnh của thiên đàng sẽ đổ xuống một cách dư dật. And the Lord told him that his blessing would be upon, his anointing would be upon his ministry. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh của Chúa dành cho chúng ta. We thank the Lord for the blessing that he has in store for us. Chúng ta sẽ thấy phép lạ xảy ra một cách nhanh chóng và dễ dàng cũng như nhiều hơn. Và Chúa Ngài sẽ làm việc với chúng ta. And we're going to see God is partnering with us to chúng work. Chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Chúa we're làm việc. The presence of the Lord working. Để kéo những tấm lòng đến với Ngài. To bring hearts and souls to him. Nên trời đang mở ra. So heavens are open up above us. Cho nên chúng ta hãy nhận những phước hạnh từ nơi Chúa. Receive every blessing that the Lord has for hãy us. Nắm bắt những gì Chúa đã dành cho grab chúng ta. Grab hold of everything that the Lord wants us to understand. Sử dụng nó để chúng ta bước ra và chúng ta dọn đường cho and Chúa. And use this knowledge to be able to go out and prepare the way for the Lord. Để rồi số người kinh nghiệm được phước hạnh này sẽ là lớn lao trong những ngày so sắp đến. So that the number of people who are able to receive blessing from the Lord is immeasurable. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân này. We thank the Lord for this privilege. Cho nên hỡi anh chị em của tôi. So my brothers and sisters. Hãy trở nên những người dọn đường cho become Chúa. Become people who will prepare the way for the Lord. Cho tất cả các thành phố, các nơi mà chính Ngài sẽ đến. For whatever city, for whatever town that the Lord will come to. Vì Chúa đã định cho chúng ta như because vậy. Because the Lord has already determined this for us. Và chúng tôi chia sẻ với anh chị em sứ điệp này và trường chữa lành ở trong những ngày sắp đến. And so I want to share with you today's message as well as the school of healing in the days to come. Là chủ ý của những sự dạy dỗ để chuẩn bị chúng ta. And these teachings are to prepare you. Để chúng ta trở nên những người dọn đường cho Chúa. So you can be people who will prepare the way of the Lord. Để chúng ta có thể lan tỏa sự phục hưng này ra. So that we can spread this revival wherever we set foot. Cho anh chị em, hãy nhớ điều này, chúng ta đang ở trong những giây phút gọi là phước hạnh nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. So my brothers and sisters, you have to understand that we are living in a time of the greatest blessings before God. Đừng đánh mất cơ hội này. Don't lose out on this opportunity. Bởi vì Chúa Ngài đã để ý đến và để mắt của Ngài trên những người Việt Nam của chúng ta. Because God has paid attention to the Vietnamese people. Chúng ta nhớ lời tiên tri đó là có thể người địa phương tại đây họ đã từng nhìn chúng ta và họ nói rằng tại sao quý vị có mặt ở tại đây? Remember the prophetic word that was spoken to us? Those words shared with us that it's very possible that there were people, locals here in the city of Houston, even the United States, who would look upon us and say, what are you doing here? Như là một cái thắc mắc là tại sao quý vị có mặt tại đây? Almost a question saying, what are you doing in my country? Nhưng mà rồi họ sẽ nhìn chúng ta và họ sẽ thay đổi cái lời tuyên bố của họ. But as they look upon us in the days to come, they're going to change these words. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã mang quý vị đến đây. Praise the Lord because God brought you here.
Vì Chúa Ngài đã ban phước trên chúng ta. Because God has blessed us, my brothers and sisters. Và cho chúng ta những cái kinh nghiệm rất đặc biệt. Given us experiences in his presence. Chúng ta đã đắc thắng và quỷ phá công việc của ma quỷ. We have overcome the work of the enemy. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài sử dụng chúng ta. And we praise God for using us. Để quỷ phá công việc của những con rồng. To destroy the work of the dragon. Nó đang hành động và đang kiểm soát thành phố của chúng ta cũng như nhiều người ở trên thế giới này. The dragon is observing and seeing where he can work in this city as well as all over the world. Tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài quỷ diệt nó. But praise God because God has destroyed the work và of the Ngài devil. Dạy cho chúng ta cũng như mặc cái quyền phép cho chúng ta. And clothed us in authority and power. Để chúng ta có thể bày tỏ vương quốc của Đức Chúa Trời. So that we could display the kingdom of God here on earth. Và dạy cho những người khác cách để cũng có thể đắc thắng như vậy. How they can overcome the enemy. Chúng ta làm công việc này bằng cách sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta. And we do this by taking advantage of using the authority that God has given us. Ở trong Luca chương 10 câu 19 nói. Let's look at Luke chapter 10 verse 19. Này ta đã ban cho các con thẩm quyền để giã đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù ở dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Đây là một đặc ân lớn lao Chúa ban cho con dân của Chúa. This is a huge privilege that the Lord has given his people. Hội thánh của Chúa được Chúa Ngài ban cho thẩm quyền hết sức lớn lao này. The church of God has been given a very high spiritual authority. Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền. He gives us authority. Để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ thù dưới chân của chúng ta. To trample upon serpents and scorpions and over the power of the enemy. Rắn, bò cạp là hình ảnh của ma quỷ. We see that serpents and scorpions is the imagery of or symbolic of the enemy. Và chúng ta cũng thấy rằng mọi quyền lực của kẻ thù, tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rằng Chúa giao cho chúng ta thẩm quyền để có thể hủy diệt công việc của nó. And we see in this scripture that the Lord gives us authority to destroy all these things. Cho nên anh em yêu dấu của tôi. So my brothers and sisters. Đây là thời điểm để chúng ta trỗi dậy. This is the time for us to arise. Để chúng ta sử dụng thẩm quyền này. So that we can use the authority that God has given us. Thay vì chúng ta bị ma quỷ nó rượt đuổi chúng ta. Instead of having the enemy chase after us and us go off running. Và nó sắp nhiễu cuộc đời của chúng ta. And destroying our lives. Thì chúng ta hãy nhận biết thẩm quyền chúng ta có. We have to recognize the spiritual authority given to us. Và chúng ta bước đi trong thẩm quyền. And we walk in that authority. Và chúng ta hủy diệt công việc của ma quỷ. And we have to destroy the work of the enemy. Amen, anh chị em. Amen. Nếu ai đã quen với việc chúng ta bị rượt đuổi và là cái người bị nó gây khổ cho chúng ta. If any of you are familiar with being a person who's running and running away from somebody chasing you. Và chúng ta bây giờ mệt mỏi với việc đó. And you're sick of running from the demons, from the enemy. Thì cho tôi báo tin cho anh chị em. So let me tell you some good news this morning. Chúa thăm viếng và phục hưng chúng ta. That God has visited us, he has revived us. Và muốn chúng ta đứng lại. And wants us to stand strong in our position. Và bắt đầu bước ngược chiều trở lại. And go backwards towards the enemy. Thay vì chúng ta bỏ chạy. Instead of taking off running in fear. Chúng ta đứng và lấy thẩm quyền của Chúa để bàn cho. In our place and use the spiritual authority given to us. Chúng ta giải đáp rắn và bò cạp dưới chân của chúng ta. And we trample upon scorpions and serpents under our feet. Chúa cho chúng ta thẩm quyền. And it's God gives us the authority. Để cao hơn mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân của chúng ta. To be above all powers of the enemy. Cho nên anh chị em đừng ngồi và ôm đầu để than khóc với Chúa. So my brothers and sisters, don't sit and cry out in desperation because you're being chased down by the enemy. Nhưng mà hãy trỗi dậy. But rise up. Nếu quyền lực của kẻ thù cũng như rắn và bồ cạp đã được đặt ở dưới chân của chúng ta. And if all the power of the enemy and even serpents and scorpions are to be under our feet for trampling. Thì nếu nó ở dưới chân của chúng ta. So if it's under our feet. Thì công việc chúng ta chỉ cần nhấc chân lên và đạp xuống. Then all we have to do is lift up our foot to step on them. Amen, anh chị em. Amen. Có ai muốn trở nên những người đạp đầu rắn không? Is there anybody here that wants to step on the heads of the serpent? Hallelujah. Hallelujah. Còn những anh chị em chấp nhận việc để nó tiếp tục sắp nhiễu chúng ta, xin Chúa ban phước trên anh chị em. Chúa thương xót chúng ta nếu chúng ta vẫn không nhận biết được cái phước hạnh đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. May God have compassion upon us if we still cannot grab hold of this blessing of spiritual authority that we have in our lives. Đức Chúa Jesus truyền lệnh chúng ta đuổi quỷ. Jesus Christ commanded us to to make cast out demons. Chúa Ngài cũng truyền lệnh cho chúng ta hãy chữa lành những người đau ốm. And God also commanded us to heal the sick. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta hãy xin Đức Chúa Trời chữa bệnh. There is no place in the Bible that tells us that we have to ask God for healing.
cũng không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho người ta được tự do. And there's no place in the Bible that tells us to pray for people so that they can be free. Xin điều Chúa Ngài đã ban uy quyền cho chúng ta để chính chúng ta thực hiện. May the authority that God has displayed for us and given us take place in our life. Chính chúng ta được Chúa giao cho thẩm quyền để chúng ta thực hiện những công việc này. We have been given the authority to do all these things. Và tôi tin rằng Chúa mang anh chị em về đây. And I believe that God has brought you here this morning. Và chúng tôi cũng nghe tin rằng có những con gái của Chúa ở các tiểu bang khác cũng sẽ đáp những chuyến bay về đây để tham dự chương trình trường chữa lành được huấn luyện chúng ta trong các tuần tới. And we've also heard news that our brothers and sisters from other states are hopping on a plane for May 17th, 18th and 19th to attend the School of Healing. Vì anh chị em cũng mệt mỏi với công việc bị ma quỷ nó rượt đuổi. Because we're all sick and tired of the enemy chasing us, right? Nhiều người cũng đang mệt mỏi với việc mình sợ ma ở trong đời sống. So many people are even they're sick and tired of being afraid of the demons of the monsters in the closet. Nếu là con gái của Chúa mà vẫn còn sợ ma thì quá tệ. If you are a believer and you're still scared of ghosts, we need to talk. Thì nếu lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy là Chúa đã ban chúng ta thẩm quyền này, có nghĩa là chúng sợ khi nghe tiếng chân của chúng ta sắp đến. Because the word of the Lord tells us that we have the spiritual authority that we carry with us in the presence of God. So when those ghosts, when those demons hear us coming, they hear our footsteps, they're the ones who are supposed to be afraid. Bởi vì Chúa Giêsu đã định cho because chúng ta Jesus là một thách thức của Chúa. Because Jesus Christ has already determined this for us. Đó là các cửa âm phủ không thể nào thắng được bước tiến của hội thánh của that Chúa. Is the gates of hell will not prevail against the church of God. Và Chúa Ngài chắc chắn sẽ sớm trở lại để tiếp rước hội thánh của and Ngài. God will surely come back soon to receive his bride. Và Chúa Ngài truyền lệnh cho hội thánh của Chúa phải tỉnh thức để nghênh đón sự trở lại của Chúa. And the word of the Lord tells us that the bride of Christ should always be sensitive, should always be aware of his returning. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta thấy dấu hiệu của Ngài Chúa trở lại đã rất gần. We thank the Lord because we see the signs of the ages telling us that the second coming of Christ is near. Và trong Mác chương 13 cho chúng ta thấy điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta thực hiện trước khi Chúa Ngài trở lại. And in Mark chapter 13 it tells us what God wants us to accomplish before he returns. Trong Mác chương 13 câu 34 nói. We're looking at Mark chapter 13 verse 34. Cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đầy tớ mỗi người một việc và dặn rằng gác cửa, người gác cửa phải tỉnh thức. For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work and commanded the porter to watch. Và Chúa Giêsu ngài muốn nói người sắp đi xa này, người chủ này chính là ngài. And who the Lord is talking about here is himself. Ngài sẽ sớm được tiếp rước về trời sau khi ngài dạy dỗ những lời này. After this teaching, Jesus Christ would soon ascend to heaven. Nhưng mà khi ngài rời nhà để đi về thiên đàng. But when he leaves this place to go to the kingdom of heaven, rồi ngài sẽ sớm trở lại. And he will soon return. Ngài giao quyền cho các đầy tớ mỗi người một việc. He gives authority to his servants, one to each carry out the jobs. Ở đây cũng nhắc nhở anh chị em tất cả những người đã được Chúa ngài mang về đây và anh chị em tin rằng Chúa mang chị em về VBC Houston. This is to remind each and every one of you who believe that God has brought you here to VBC Houston. Hãy kể là mình được phước. To consider yourself blessed. Vì tại đây chúng tôi vâng theo lệnh của Chúa. Because here we are obeying the word of God. Tiến trình tăng trưởng là điều chúng tôi giúp đỡ để anh chị em nhìn biết những công việc mà Chúa giao cho mỗi người chúng ta. The purpose of the growth track classes that were announced earlier today is to help you discover your purpose in the Lord. Chúa ngài giao quyền cho các đầy tớ. God gives his authority to his servants. Và mỗi người một việc. And each person has a job. Xin chúng ta lặp lại mỗi người một việc. Can you say each person has a job? Mỗi người một việc Chúa giao cho. Every person has a job that God has given them. Mỗi người đều có talent Chúa ngài ban cho. Everyone has been given talents and gifts that God has given. Amen. Anh chị em. Amen. Chúng ta cần phải sử dụng. So we have to use them. Những gì Chúa đã giao cho chúng ta. Whatever God has given us. Nhưng chúng ta thấy Chúa ngài trách và phạt cái đứa đầy tớ biến nhát đã đem giấu cái ta lân của mình đó, bởi vì Chúa nói rằng nó là đứa gian ác. We see in the word of God how God punishes and even almost curses the one who hid his talents, buried them in the ground. Chúa đuổi nó đi vào nơi khóc lóc có nghiến răng, tức là xuống quả ngục. And he says that he cast them down even to what we would might call hell. Bởi vì việc mà Chúa đã giao cho. Because the work that he had given that person. Để làm lợi ra. To be profitable or to multiply the talents. Nhưng mà nó đã đem giấu. But then that person went and
dug a hole and buried them in the ground. Ở đây là hình ảnh được việc Chúa giao cho mỗi người. We see here in the word of God that there's a job that God gives everybody. Nhưng mà không khám phá cũng như không sử dụng. But you can't discover it and you can't do it. Cho nên các anh chị em nếu đã sinh hoạt trong VBC Houston, so my brothers and sisters, if you've been here at VBC Houston, anh chị em mệt với việc hội thánh cứ thông báo là tìm hiểu ân tứ cũng như khả năng của mình để hầu việc Chúa. And if you're sick of the announcements that say, oh, you have to discover your gifts, discover your purpose to serve God, hãy thay đổi thái độ của mình. Change your attitude, change your perspective. Vì chúng ta muốn vâng lệnh Chúa. Because we want to obey God, right? Vì chúng ta muốn được Chúa sử dụng để we làm want God to use us to be a blessing. Không có gì đối với Chúa là xấu xa và tệ hại cho bằng, gian ác cho bằng chúng ta không sử dụng những gì Chúa cho để chúng ta giúp đỡ người khác. There's nothing as evil and as bad as a person not using the gifts and the talents that God has given them to serve him. Và đối với những chiến sĩ cầu nguyện, Chúa bảo như thế này. And for our intercessors, những người gác cửa, those of you who are gatekeepers, phải tỉnh thức. You have to be awakened. You have to be sensitive. Liên lạc với thiên đàng và báo tin cho hội thánh của Chúa. Be alert and be in communication with the heavens and let the church know những dấu hiệu Chúa the signs sắp trở lại that God is about to return để tỉnh thức tất cả mọi người. So that we all can be alert. Amen, anh chị em. Amen. Một hình ảnh khác là Chúa ngài bảo chúng ta rằng ngài sẽ sai thiên sứ của ngài để thổi kèn và gom bó tất cả con dân của Chúa để cùng được tiếp rước lên với Chúa và gặp Chúa tại không trung. Another thing the word of the Lord foretells is that one day the angels are going to blow their trumpets and blow their horns to gather all the children of God and bring them to the kingdom of heaven. Câu hỏi là khi thiên sứ thổi kèn chúng ta có biết để nghe không? But the question here is, when the angels blow their trumpets and their horns, will we even be aware or know that sound? Hay là chúng ta vẫn còn ngủ mê? Or will we still be in our spiritual slumber? Ngủ mà sấm sét trời gầm cũng không nhúc nhích. Such a slumber so deep that even if the thunder rolls and the lightning pierces through the sky, that we still won't wake up. Đó lý do chúng ta phải tỉnh thức. That is why we have to be alert. Càng thấy ngài Chúa trở lại càng gần chừng nào càng phải tỉnh thức chừng đó. The more that we see that the day of the second coming is drawing near, we have to be even more alert each and every day. Ở trong Mark chương 13 này. In Mark chapter 13. Chúa sư báo cho chúng ta biết một số những cái tin tức để giúp cho chúng ta được tỉnh thức. Jesus Christ foretells of some of the signs or the news so that we can be aware. Và những phần kinh thánh khác nói về sự trở lại của ngài. And other places in scripture talk about the second coming of Christ. Đó là hai người ngủ chung một giường, một người được cất đi, một người bị bỏ lại. And that is that if there were two people sleeping in a bed, one could be taken with the Lord and one would remain here on earth. Ai ở trên mái nhà đừng tụt xuống bởi vì từ đó đi thẳng luôn. Because whoever is up on a roof, don't come down because you can go straight from there. Ở đây là điều mà Chúa ngài nhắc nhở chúng ta một cách rất là quan trọng. And the word of the Lord reminds us something very important. Anh chị em, cho tôi nhắc anh chị em rằng so let me remind you ngày Chúa trở lại đang rất rất gần. The second coming of Christ is very near. Cho nên những nàng dâu của Chúa. So bride of Christ. Hãy để Đức Thánh Linh trang điểm chúng ta. Allow the Holy Spirit to để chúng ta mỗi ngày một thánh khiết hơn. So that each and every day you become more đến độ sanctified, không tì, holy, không vết, không chỗ tách được. There would be, you would be pure with no blemish. Để khi Chúa ngài tiếp rước hội thánh của ngài. So that when the Lord comes to receive His bride, thì chúng ta như những người nữ đồng trinh khôn ngoan. That we would be as the virgins who are wise. Sẵn sàng để được tiếp rước. To receive Him, our groom. Amen, anh chị em. Amen. Đừng ai trong chúng ta trở nên những người nữ đồng trinh dại dột. So don't let any of us become the foolish virgins. Không có dầu trong đèn. That did not have oil. Không có sự chuẩn bị. No preparation. Không có tỉnh thức. No alertness. Nên khi chàng rể đến so when the groom would come to receive her, thì họ bị bỏ lại. They were left behind. Dù sau đó họ đến gõ cửa cũng không được tiếp nhận. And even though later they would come and knock on the door of the groom, they were not received. Amen, anh chị em. Amen. Thế hãy chuẩn bị. So prepare yourselves. Hầu việc Chúa. To serve God. Giúp đỡ nhiều người được cứu. Help others to come to the Lord in salvation. Để hoan nghênh Chúa khi ngài trở lại. Our groom upon his return. Thứ nhất chúng ta cùng suy nghĩ quy quyền hoạt động như thế nào. The first that we're going to talk about today is how authority works. Khi một người có quy quyền hành động thì không có năn nỉ, không có xin, nhưng mà người có quy quyền ra lệnh. Somebody with authority doesn't go around asking or begging someone to do something. They just command it. Kinh Thánh không có dạy chúng ta xin Đức Chúa Trời đuổi quỷ. The Bible doesn't tell us to ask God to deliver the oppressed.
Chính chúng ta được lệnh phải làm điều này. We have received the commandment that we have to do this, to cast out the demons. Không làm là phạm tội bất tuân Chúa. And not doing that is actually sinning before the Lord. Chúng ta cũng không được dạy phải năn nỉ quỷ ra khỏi một người. We're also not taught that we have to beg the demon to leave a person. Chúng ta được lệnh phải trục xuất nó. We have been commanded to go and command the demon to leave. Cùng xem với tôi một số người có thẩm quyền chỉ huy đã ra bài tỏ cho chúng, chỉ ra cho chúng ta uy quyền ứng dụng ở trong cuộc sống như sau. Let's look upon scripture to discover some people as they exercised authority. Matthew chương 8 câu 8, câu 9 và câu 13 cho chúng ta thấy. Let's look at Matthew chapter 8 beginning with verse 8. Thầy đội thưa rằng lại Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. But the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are and my servant will be healed. Vì tôi dưới quyền của người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. I know this because I am under the authority of my superior officers and I have authority over my soldiers. I only need to say go and they go, or come and they come. And if I say to my slaves do this, they do it. Và câu số 13 chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Then Jesus said to the Roman officer, go back home because you believed it has happened. And the young servant was healed that same hour. Tại đây chúng ta thấy thầy đội ở đây đã hiểu và ứng dụng cái thẩm quyền mà ông có ở trong tay đối với việc ông xin Chúa. Ngài chỉ sử dụng thẩm quyền của Ngài để đáp ứng điều mà ông cần. We see here that the centurion or the officer, he was able to take his understanding of authority and apply it to Jesus Christ speaking healing over his servant. Để trong quân đội ông biết thẩm quyền nó hoạt động ra sao. Because as he served as an officer, he understood how authority worked. Ông nói rằng Chúa không cần phải đến nhà ông. And he said, Jesus, you don't have to come to my house. Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của ông chắc chắn sẽ được lành. Then surely my servant will be healed. Ông nhận biết rằng bệnh tật nó phải vâng phục lệnh của Đức Chúa Giêsu. He recognized that even sickness had to obey the command of our Lord Jesus Christ. Bởi vì Ngài có thẩm quyền trên bệnh tật. Because Jesus Christ has authority all over all sickness and disease. Cho nên Ngài có thể đứng ở tại chỗ so đó và truyền lệnh. So he can stand in that same place and speak and command that sickness to leave. Thì bệnh nó phải ra khỏi người đầy tớ của ông. And the servant would be healed. Bởi vì ông hiểu rằng ông là người của thẩm quyền. Because he understood as an officer, as a centurion, that he was a person of authority. Ông ở dưới quyền của người khác. He was under the authority of somebody else. Có nghĩa là những người cấp trên ông truyền lệnh, ông phải làm theo. It means that the people who were above him, if they commanded him to do something, he had to do it. Cũng có những quân lính ở dưới ông. And that there were even soldiers below him. Tại đây ông nói rằng ông biểu đứa này rằng hãy đi thì nó đi. And he would tell them, if I say go, you have to go. Biểu đứa kia rằng hãy đến thì nó đến. And he knew if he said come, they would come. Dạy đầy tớ ông rằng hãy làm việc này thì nó làm. And he would tell his servants or his soldiers, you do this and they would do it. Amen, anh chị em. Amen. Anh chị em có phải là người ở dưới thẩm quyền không? My brothers and sisters, are you a person who is with authority, under the authority? Đây là một trong những chìa khóa để giúp cho anh chị em trở nên những người đầy thẩm quyền. To cause you or to grow you to be a person with complete spiritual authority. Chúng ta hiểu thẩm quyền hoạt động như thế nào. You have to understand how authority works. Cho nên chúng ta phải vâng phục thẩm quyền ở trên chúng ta. So we have to obey the authority that is above us. Khi Chúa biểu chúng ta làm gì, chúng ta when làm tức khắc. When God tells us to do something, we have to do it immediately. Amen, anh chị em. Amen. Cho nên Gia-cơ nhắc chúng ta rằng hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì nó sẽ lập tức lìa chúng ta. And so James reminds us that as we obey God and we speak to the enemy and command the enemy, rebuke him, he shall flee. Đây cũng cho chúng ta biết lý do tại sao nhiều người thất bại. And this tells us also the reason why so many people fail. Bởi vì họ không phục Đức Chúa Trời. Because they don't obey God. Chúa bảo làm này này God làm việc kia. God tells them to do this, do that. Chúng ta né và chúng ta nói đẩy mục sư Khánh làm đi Chúa. And we go like this, ooh, let somebody else do it, let Pastor Khan do it. Khi Chúa chỉ tay, Chúa bảo con là người phải làm. When God points to us and says you have to do this. Chúng ta né và chúng ta để tay của Chúa chỉ ngay người nào đó đang. We kind of lean over so that his point goes to the person behind us. Rồi chúng ta hỏi tại sao mình không có quyền năng của and Chúa. We ask, why is it that we have no authority in Christ? Chúng ta phải hiểu thẩm quyền hoạt động. We have to understand how authority works. Thẩm quyền của chúng ta càng cao khi chúng ta càng vâng phục Chúa. The higher, if you want higher authority, you have to obey God even more. Anh chị em có biết rằng Chúa Giêsu ngài ngạc nhiên vì cái sự hiểu biết và đức tin của thầy đội này không? Did you see here in scripture that Jesus was amazed by the understanding of authority that this officer had?
Chắc Đức Chúa Giêsu không có nhiều điều làm cho Ngài ngạc nhiên. I'm sure there's not a whole lot of things on earth that cause Jesus to be amazed. Nhưng mà lời của thầy đội này đã làm cho Chúa Giêsu rất ngạc nhiên. But here, the words of the centurion cause the Lord to be amazed. Câu số 10 nói nghe vậy, Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên và phán với những người đi theo rằng: "Thật ta bảo các ngươi, ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy." When Jesus heard this, we're looking at verse 10. When Jesus heard this, he was amazed. Turning to those who were following him, he said, "I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all of Israel." Chúa nhìn ông này và Chúa nói rằng đây là một người không phải là tuyển dân của Chúa. Ông là người ngoại. Jesus Christ looked at this person. He said, "These are not my people. He's a Gentile." Không phải là dân Israel. He wasn't an Israelite. Nhưng mà ông hiểu và ông vâng theo lời của Chúa. But the centurion understood hơn spiritual tất cả những người authority Israel and he obeyed God above all other things. Chúa nói rằng Ngài chưa thấy ai ở trong Israel có cái đức tin như vậy. God, the word of the Lord tells us that I haven't seen a faith like this in all of Israel. Anh em, chị em cũng muốn đức tin của anh chị em làm cho Chúa ngạc nhiên. My brothers and sisters, do you want to have the kind of faith that causes Jesus Christ to be amazed? Hãy học theo gương của thầy đội này. So let's follow according to the example of this centurion. Hiểu thẩm quyền thuộc linh hoạt động như thế nào. Understand how important spiritual authority is. Và sử dụng quỹ quyền thuộc linh của mình. Use the authority that you have in your faith. Để có thể giúp đỡ cho nhiều người. To help those around you. Amen, anh chị em. Amen. Anh chị em có thấy sự tương phản mà tôi muốn giúp đỡ cho anh chị em tại đây? Do you want to see how I'm trying to help you? Từ một đằng thì sẽ bị Chúa mắng là đầy tớ gian ác. On one side, on one extreme, we have a servant who is being cursed by God, calling him an evil servant. Nhưng mà một đằng thì sẽ được Chúa khen, Chúa ngạc nhiên và Chúa vui và Chúa nói rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín của ta." And on the other side, we have a servant where he says, "My good and faithful servant." Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. So may the Lord help us. Quý mình thuộc linh thực hành bằng việc truyền kiến. Spiritual authority is exercised by our spoken word. Một trong những cái nét mà Chúa Ngài dựng nên chúng ta giống như Chúa. One of the things in which we are created in God's likeness is. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng sáng tạo mọi sự bằng chính lời phán của Ngài. When we look back in Genesis, we see that God created all things simply by His spoken word. Luôn cả những điều không có Chúa Ngài phán thì nó liền có. Even what was not, when God spoke, it came into being. Ở lời của Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta cái sức mạnh của cái quyền của cái lưỡi của chúng ta. And the word of the Lord reminds us the power that is within our own tongue. Trong Châm Ngôn chương 18 câu 21. Let's look at Proverbs chapter 18 verse 21. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Hãy ăn bông trái của cái môi miệng của chúng ta khi chúng ta công bố những điều tốt đẹp. So let us eat the fruit of our spoken word whenever we declare the goodness of God. Vì sống chết ở nơi cái quyền của lưỡi. Because life and death are in the power of the tongue. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Nên hãy để Chúa Ngài sử dụng chúng ta. So allow God to use you and your tongue in the spiritual authority that you have been given. Để chúng ta công bố lời sự sống và trong những thân thể những con người. Into sick bodies. Và khai phóng quyền năng phục sinh của Chúa để chạm đến họ. And to release the power, resurrection power of God in their lives. Amen, anh chị em. Amen. Tại vì chúng ta là những người chỉ nói ra những cái mùi của sự chết. As opposed to being a people whose words are full of death. Đừng có quen miệng cứ chết rồi, chết rồi. In the Vietnamese, they often have a saying that says, "Dead now, dead now." We don't have that in English. Dead for sure. Oh, okay, yeah, see, I don't say that because I have spiritual authority, power and life and time. Cho nên chúng ta hãy nhận lấy ơn của Chúa và bắt đầu sử dụng miệng lưỡi của mình cho những điều xây dựng, những điều phục hồi, bởi vì chúng ta công bố sự sống. So by the grace of God, let us use the power of our tongue to declare life and goodness. Bây giờ chúng ta xem quy quyền của Đức Chúa Giêsu đã được sử dụng. So now let's look upon Jesus' authority. Một điều xác nhận rõ ràng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân thể con người. One of the things that affirmed to us that Jesus Christ was God in the form of man. Đó là việc Ngài sử dụng quy quyền mà trước đây chưa có ai có khả năng để sử dụng. Is that he had authority and exercised it that no one before him had ever displayed. Trước khi Chúa Ngài làm những việc này. Before Jesus Christ did these things. Thì chưa thấy có ai đuổi quỷ. We never saw demons cast out. Chưa có ai bằng việc đặt tay hay là công bố thành lời thì người ta được chữa lành. We never saw anyone lay hands upon the sick and they were healed. Ngài dùng quy quyền để Ngài đuổi quỷ. Jesus Christ used his authority to cast out demons. Mark chương 1 câu 27. Let's look at Mark chapter 1 verse 27. Ai nấy đều lấy làm lạ đến nỗi hỏi với nhau rằng cái gì vậy? Sự dạy mới sao?
Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. They were all amazed so that they questioned among themselves saying, "What is this? What new doctrine is this? For with authority he commands even the unclean spirits and they obey him." Wow. Anh chị em cũng có thể làm được như My vậy. My brothers and sisters, do you recognize that you can do the same? Ngài đuổi quỷ bằng lời truyền khiến của Ngài. Jesus Christ cast out demons simply by command. Ở trong Matthew chương 8 câu 16. Let's look at Matthew chapter 8 verse 16. Đến chiều người ta đem Đức Giêsu đem đến cho Đức Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra cũng chữa được hết thảy những người bệnh. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. Ngài lấy gì anh chị em? What did he use? Ngài lấy lời. He used a word. Mà đuổi quỷ ra. To cast out the demons. Ngài chữa lành cũng bằng lời truyền khiến của Ngài. He also healed the sick with a spoken word. Luca chương 7 câu 7. Let's look at Luke chapter 7 verse 7. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word and my servant shall be healed. Và Giăng chương 5 câu số 8. And John chapter 5 verse 8. Jesus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường của ngươi và đi. Jesus said unto him, "Rise, take up your bed and walk." Tại sao? Vì tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Chúa Giêsu. Why is that? It's because all authority here on earth and in heaven had been given to Jesus Christ. Và điều tuyệt vời là Ngài lập tức And the amazing thing is that Jesus Christ immediately imparted this authority upon his church. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord for this. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord for this. Amen, anh chị em. Amen. Thẩm quyền mà Chúa ngài ủy quyền cho chúng ta rất là lớn và rất là cao. The authority that God has given to us is big and great and mighty. Ủy quyền để chữa lành. The authority to heal. Đức Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta hãy chữa lành kẻ đau. Jesus Christ commanded us to heal the sick. Matthew chương 10 câu số 8. Matthew 10 verse 8. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không, hãy cho không. Heal the sick. Cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, so freely you shall give. Đó là việc Chúa giao cho chúng ta. That is the job that God has given us. Và công việc của chúng ta là hãy sử dụng và and thực hiện. Our responsibility is to use the authority given to us. Và nhận như vậy dạy cho người khác để and do rồi everything that chúng ta sẽ kết quả càng hơn. And we are supposed to also teach others about this spiritual authority. Thấy thật là thích thú, Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chữa bệnh, phải không? It's kind of neat when we look at the scriptures. The Bible doesn't tell us to say, "Oh, pray for them to be healed." Ngài truyền lệnh chúng ta chữa lành cho kẻ đau. He tells us, "Heal them, heal the sick." Tôi cũng không thấy ở đâu Đức Giêsu cầu nguyện xin Cha làm ơn chữa lành cho người này. And nowhere in scripture do I see Jesus Christ setting an example in prayer saying, "Oh God, would you do me a favor? Would you heal this person?" Nhưng mà chúng ta thấy Đức Giêsu ngài chữa lành bằng lời truyền khiến. But we see that Jesus Christ when he healed the sick, he just commanded it. Ngài biết rằng tất cả quyền phép nằm ở trong tay. Because he knew that all authority was in his hands. Ngài có quyền để ban sự sống. He had the authority and the power to give life. Và Ngài cũng có thể chữa lành những thân thể, giúp đỡ những điều tốt đẹp bởi vì Ngài là quyền năng phục sinh. Because he was the he is and was the resurrection power. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Khi Đức Giêsu bảo người bại hãy đứng dậy và vác giường của mình mà đi. When Jesus Christ told the paralyzed to pick up his mat and to walk. Chúng ta cũng thấy hội thánh đầu tiên cũng chữa lành theo cách này. We saw that the first church did the same thing. Ở trong công vụ chương 3 câu số 6. Let's look at Acts chapter 3 verse 6. Nhưng Phêrô nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Christ of Nazareth hãy bước đi. Peter said, "Silver and gold I have none, but such as I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Amen. Amen. Ngoài Đức Giêsu có các môn đồ của Chúa, hội thánh đầu tiên là con người như chúng ta đã thực hiện công việc này. Outside of Jesus Christ, we see that the first disciples, the first church, did as he did. Cho nên chúng ta đừng đổ tất cả ô đây đó, chuyện đó là chuyện của Chúa làm, cái đó là việc của Chúa. Nhưng mà Chúa ngài đã giao cho chúng ta trách nhiệm của chúng ta phải làm. Vì đây là công việc Chúa giao cho chúng ta. So let's not make up excuses saying, "Oh, this is God's responsibility. He's supposed to do this." But let's receive that command, let's receive that responsibility and obey. Chúa chuẩn bị cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể làm nguồn phước cho nhiều người. God has prepared everything for us so that we could be a blessing to others. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38 đến 39. Let's look at John chapter 7.
Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. In the New Living Testament, anyone who believes in me may come and drink, for the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. And when he said living waters, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone believing in him. But the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered into his glory. Điều này có nghĩa là what does this mean? Hiện tại bên trong chúng ta. That this means that within us right now, quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. The resurrection power that caused Jesus to raise from the dead. Quyền năng của Ngài. The power of his presence. Có thể tuôn chảy như những dòng sông. Can be flowing like rivers. Và lời của Chúa rằng từ nơi lòng của chúng ta là những kẻ tin. That it, within us as believers are the rivers of những living water. Dòng sông nước sống này có thể chảy ra từ lòng and của it chúng can be ta. Flowing from our heart. Để giúp đỡ cho những người to có nhu cầu. Those in need. Amen anh chị em. Amen. Anh chúng có biết là trong chúng ta có những con sông trong đó. So did you know that in each and every one of you, you have a river of life flowing through you? Anh chị em có nhớ và biết rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống đang ở trong thân thể anh chị em? Do you remember that you have the river of the Holy Spirit flowing in you? Tối hôm thứ Tư chúng tôi được Chúa Ngài bày tỏ một ý niệm rất là lạ. Last Wednesday, the Lord revealed to me something very special. Đó là Chúa muốn xây dựng những đền thờ đầy quyền năng và rực rỡ cho Chúa. And that is that God wanted to build up temples that would be full of his power and authority. Và sẽ khiến cho nhiều người sẽ được thu hút đến với những đền thờ. Causing multitudes to be drawn into his presence. Bởi vì loài người chúng ta xây dựng những đền đài ở nhiều nơi. Because we as mankind, we've built up these buildings or temples. Và có những nơi đã thu hút nhiều người đến. And some of these temples are so beautiful that they've drawn many to them. Những cái kỳ tích, những cái việc đặc biệt đã xảy ra tại đó. And many of them have drawn people to them because they've seen signs and wonders, miracles take place there. Hay là họ có cái gì đó ở trong cái đền, cái chùa đó là khiến cho người ta được thu hút đến đó. Or they have something there. It may be a statue. It may be the architecture that draws people to come see. Nhưng mà thế nhân chưa thấy cũng như là cần thấy những cái đền thờ đang chứa một cái điều quý báu nhất. But humankind has not yet seen all the temples that are carrying the most valuable treasure. Đó là Chúa and that sống is ở the trong living những God đền thờ này. In the temple. Không có gì quyền năng cho bằng Chúa hằng sống there's ở nothing, trong cái đền thờ đó. There's nothing more powerful than having the living God in his presence in a temple. Không có gì mạnh mẽ và quyền năng cho bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong cái đền đó. There is nothing as powerful as having the power of the Holy Spirit in that temple. Chúa Ngài đang phục hưng hội thánh God của Ngài. God is reviving his church. Làm cho hội thánh sống động. Causing his church to come alive again. Khiến hội thánh sạch đẹp. Causing his church to be beautiful. Và Ngài cũng bật nút để quyền năng của Ngài thể hiện ở and trong các thân thể này. And he's also pressed that button that causes his power and his authority to be within his church. Vì lời của Chúa đã nhắc nhở cho chúng ta. Because the word of the Lord has reminded us. Anh em không biết rằng. That you have no idea. Đó là chính thân thể anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nơi Thánh Linh của Chúa đang ngự. The temple of Christ where the Holy Spirit resides. Amen anh chị em. Amen. Cho nên những cái chùa mà người ta đổ hàng tỷ tiền để mà đổ vào để xây dựng, nó không gì so sánh được bằng thân thể chúng ta, so trong đời của chúng ta. Buildings out there, those temples that people have poured thousands and millions and billions of dollars to build, they are nothing in comparison to the temples that are here in this church, the bodies of believers. Amen. Và giá mà Chúa Giêsu Ngài đã trả để những đền thờ này được phục hồi. And the price that Jesus Christ has paid for these temples to be restored unto the Lord. Bằng chính huyết của Chúa để chúng ta được trở về. So that we could be brought back to the kingdom, to our Father God. Tội lỗi chúng ta được dời đi, chúng ta được sạch đẹp. Forgiven, so that we could be purified and sanctified in him. Để sinh nhiệt Đức Thánh Linh lại ở trên người chúng ta một lần nữa. Ready for the Holy Spirit to reside within each and every one of us. Hỡi những đền thờ của Đức Chúa Trời. So, temples of the Lord, all of you here. Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị. The Holy Spirit resides within you. Đức Chúa Trời hằng sống đang ở trong anh chị. The living God lives within you. Hãy để Chúa Ngài cho chúng ta được tỏa sáng ra. So let God allow you to shine brightly for the world to see. Chúng ta sẽ làm những việc kỳ tích đến độ người ta sẽ đồn về việc Chúa làm qua cuộc đời của chúng ta. Miracles through the name of Jesus Christ so that all will know that he is the one true God. Chúa đang có kế hoạch của Ngài. God has a plan. Và Ngài xây dựng những đền thờ này khắp nơi trên thế giới. And he's building these bodies, these temples all over the world. Hình dung với tôi, người Việt Nam của chúng ta. Có khoảng 2.2 triệu người Cơ Đốc nhân ở tại Việt Nam. That there's 2.2 million believers in Vietnam. Chúng ta hình dung tất cả đều đáp ứng lại
và tiếp nhận Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Can you imagine what it would be like for everyone to recognize and to receive the Holy Spirit in their lives? Thì Việt Nam có tiềm năng có 2.2 triệu đền thờ được xây dựng. 2 million temples for the Lord. Để trong mọi nơi mọi lúc dân chúng những người lân cận có nhu cầu có thể chạy đến và tiếp xúc được với Chúa qua những đền thờ này. So that in any time at any place anyone who has a need can encounter a temple of God and receive healing, receive deliverance, receive everything that they need in the Lord. Anh em Houston cũng sẽ sớm thấy những đền thờ được Chúa Ngài trùng tu, Ngài sửa chữa và Ngài đổ quyền năng vào. My brothers and sisters, I tell you today that the city of Houston will soon see temples built for the Lord, filled by the living God, filled by the power of the Holy Spirit. Ai đây muốn làm đền thờ như vậy? Is there anybody here that wants to be a temple for the Lord? Chúa chắc chắn sẽ sử dụng anh chị. God will surely use you to be a blessing. Thật ra Chúa Ngài đã định để sử dụng anh chị. God has already determined that He wants to use you as a conduit of His power and His presence. Trước khi Ngài thăng thiên về trời, as the Lord ascended into heaven, Ngài đã giao quyền năng của Ngài cho hội thánh. He gave the authority, the power to the church of God here on this earth. Và Ngài cất đặt công việc cho chúng ta làm. And He prepared for us a job to do. Amen, anh chị. Amen. Cho nên hãy trỗi dậy và để Chúa sử dụng chúng ta. So rise up and allow God to use you. Mark chương 16 câu 17 18 cũng dạy cho chúng ta rằng sự chữa lành cũng đến bởi sự đặt tay. Let's look at Mark chapter 16 verse 17 and 18. Ở chúng ta sẽ thấy việc đặt tay là việc thường xuyên được sử dụng để giúp đỡ cho người ta được and chữa lành. In the scriptures we're going to see that the laying on of hands is very common. It's what we're supposed to do. Đặt tay là chuyển tải quyền năng từ chúng ta sang một người để chữa lành cho họ. To lay hands upon a person is an impartation of healing. Như người đàn bà bị bệnh mất huyết đã rờ đến áo của Chúa và lập tức được chữa lành. With the issue of blood, when she touched the garment of Jesus Christ, she was immediately healed. Bà nghe trong người của mình máu nó cầm lại. She felt in her body that the blood stopped. Còn Đức Chúa Giêsu thì biết rằng có một quyền năng mới toát ra từ Ngài. He too could feel His power leave Him. Amen, anh chị em. Amen. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta ai tin thì những dòng sông Đức Thánh Linh sẽ chảy từ trong chúng ta văng ra cho đến sự sống. And Jesus Christ teaches us that whoever believes will have river of life flowing from their heart. Cảm ơn Chúa vì bóng của Peter cũng đã chữa lành cho kẻ đau. Praise the Lord, because even the shadow of Peter brought healing. Áo và khăn của Phaolô cũng đã chữa lành kẻ đau và những người bị quỷ ám. The shirt and the garment of Paul brought healing or deliverance to the oppressed. Bởi vì nó đã được dầm thấm trong sự hiện diện của Chúa. Because it already been submerged in the presence of our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chúa cũng ban chúng ta quyền để đuổi quỷ. God also gives us the authority to cast out demons. Chúng ta cũng không được dạy là phải nài nỉ quỷ ra khỏi người nó ám. And I tell you again, nowhere in scripture does it teach us that we have to beg the demons to leave. Chúng ta cũng không được truyền lệnh là chúng ta hãy nài nỉ cầu xin Đức Chúa Trời để đuổi chúng ra khỏi những con người. We also were not taught in the scriptures that we have to beg God or plead with God to make the demons leave. Nhưng chúng ta được truyền lệnh phải trục xuất chúng. But the word of the Lord tells us that we are to command the demons to be cast out. Matthew chương 10 câu 8. Matthew chapter 10 verse 8. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ quỷ. Các ngươi đã được lãnh không, hãy cho không. Let's read that again. Matthew chapter 10 verse 8. Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy and cast out demons. Give as freely as you have received. Mark chương 16 câu số 17. Mark chapter 16 17. Vì những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ. The word of the Lord tells us that these signs shall follow them that believe, that in my name they shall cast out devils. Luca chương 9 câu số 1. Luke chapter 9 verse 1. Đức Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ ban quyền năng phép tắc để trị quỷ và chữa bệnh. Then he, Jesus Christ, called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure all disease. Và Luca chương 10 câu số 17. And again, let's look at Luke chapter 10 verse 17. 70 môn đồ trở về một cách vui vẻ thưa rằng lại Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. The 70 returned again with joy saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Anh chị em, cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa đã thể hiện ra và Chúa Ngài cũng đã sử dụng các sứ đồ, các môn đồ. Praise the Lord that the power and the authority of Jesus Christ was flowing through the apostles and the disciples. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã ủy quyền cho Because họ. Jesus Christ gave them that authority. Như Ngài đã ủy quyền cho chúng ta. Just as He has given us that authority. Mark chương 13 câu số 34 nói. Let's look at Mark chapter 13 verse 34. Nhắc lại điều này cho chúng ta. Cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đệ tớ, mỗi người một việc và dặn người gác cửa phải tỉnh thức. Mark chapter 13 verse 34, for the Son of Man is as a man taking a journey far away, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work and commanded them to Trong be on watch. Trong các bản tiếng Anh thì
nói rằng như con của Đức Chúa Trời ở tại đây là chính Đức Chúa Giêsu, như là một người kia sắp lên đường đi xa. And it says here in the English translation, there's another translation that says the coming of the Son of Man can be illustrated, meaning that Jesus Christ himself was going to be going afar. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trước khi Ngài đi thì Ngài giao quyền cho các đầy tớ của Ngài. And we praise God that before he left, he gave the authority to his servants. Có một sự chuyển giao của thẩm quyền trên Đức Chúa Giêsu cho các môn đệ của Chúa. There was an impartation of authority and power from Jesus Christ given to his servants. Bởi vì công việc Chúa giao cho hội thánh của Chúa, sứ mạng đó là đem cả thế giới này được đến với tình yêu của Ngài. Because the commandment of the Lord, the great commission tells us to bring the entire world to the love of God. Ngài bảo hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. Go over all the earth and share the gospel. Chúa không sai chúng ta đi tay không. God doesn't send us out with empty hands. Nhưng mà Ngài giao quyền cho chúng ta rồi bảo chúng ta ra đi. The authority and then he commands us to go. Chúng ta thấy quy quyền đã được ban cho 12 sứ đồ. We see the authority given to the 12 disciples. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ ban quyền năng phép tắc để trị quỷ và chữa bệnh. And Jesus gathered the 12 disciples together and gave them the power and authority to cast out demons and to cure disease. Và quy quyền đã được ban cho các môn đồ. And that authority that has been given to the disciples. 70 môn đồ trở về một cách vui vẻ thưa rằng lạy Chúa, vì danh Chúa again. Các quỷ cũng phục chúng tôi. And with joy they said to the Lord that even the devils are subjected to us through your name. Thẩm quyền được sử dụng trong danh Chúa Giêsu. The spiritual authority given, exercised in the name of Jesus. Để ý quy quyền của Đức Chúa Giêsu ban cho các môn đồ không phải để họ sử dụng ở trong danh của mình. We see here that the authority that Jesus Christ gave the disciples was not to be used in their name, nhưng mà vì danh của Chúa, but is by his name. Nhân danh Đức Chúa Giêsu chúng ta truyền lệnh. In the name of Jesus we can command. Và nhân danh Đức Chúa Giêsu chúng ta in the name of Jesus we can cast out demons. Cũng như truyền lệnh cho phép lạ phải xảy ra. In the name of Jesus we can command miracles to take Peter place. Đã công bố nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, hãy bước đi thì người bại Peter đã đứng dậy himself và bước đi. Said in the name of Jesus Christ of Nazareth rise up take up your mat and walk. Được quyền để sử dụng thẩm quyền của một người khác là một đặc ân. It is a privilege and an honor to be able to use somebody else's name and authority. Và nó có cái sức mạnh và and nó has a power. Mạnh mẽ đến độ chúng ta có thể đem cái tên của cái người đó, cái danh của người đó ở trong thẩm quyền của mình, của một triệu phú, và chúng ta ra ngân hàng thì rút $1,000,000. It has a power so much so that if we were to come and use the name of a millionaire, we could go into a bank and withdraw $1,000,000. Vì ông đã nói rằng cứ lấy tên của tôi mà đi ra ngân hàng, bạn cần bao nhiêu cứ lấy mà sử dụng. Because the millionaire would say, just take my name, go out to the bank and withdraw money, however much you need. Và Chúa Giêsu nghe rằng ta ban cho các con thẩm quyền để các con có thể sử dụng và giúp đỡ cho những người khác. And Jesus Christ says that I give you the authority in my name so that you can be a blessing to those in need. Và chẳng những như vậy mà Chúa nghe nói rằng ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. And not only that, but he says in his word that I will be with you until the end of time. Khi chúng ta nhân Chúa và chúng ta hành động. So when we say something in the name of Jesus, khi chúng ta công bố bằng lời trong đức tin, when we declare with our words of faith, thì như là Đức Chúa Giêsu đang đứng tại hiện trường đó. Jesus Christ is standing there right with you. Bởi vì chúng ta nhân danh của Ngài. Because in his name, thì quyền năng của Ngài chắc chắn sẽ hoạt động cho chúng ta. His power will be revealed. Amen. Anh chị em. Amen. Anh chị em có thấy thiếu thiếu cái gì không? So my brothers and sisters, do you feel like you're missing a little something? Thì có một số người nói rằng, oh, các sứ đồ. Because there's a few people that would say, oh, it's the apostles. 70 môn đồ. 70 disciples. Tôi thì chưa là môn đồ của Chúa. But I'm not a disciple. Thôi cũng được. Vậy đó là đáng lý đó, anh chị em phải là môn đồ của Chúa lâu rồi. Nhưng okay, mà, so you can say that. But what I'm here to tell you is you are a disciple. You should have been a disciple a long time ago. Nhưng mà có một điều mà Chúa Ngài cũng trọn gói luôn cho những con người mà dậm chân tại chỗ đó. Miễn là chúng ta tin thì điều này cũng giao cho but chúng ta. But you see, the word of the Lord is able to encompass everyone, not just the disciples and the apostles, because he says all believers. Mark chương 16, câu 17, 18 nhắc cho chúng ta điều đó. Mark 16, verse 17 and 18. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. It says, the believers, it is with the believers that, 16, 17, that the miraculous signs will accompany those who believe. Anh chị em, những kẻ tin. We see here the word of the Lord says those who believe sẽ được các dấu lạ này. We'll see miracles and signs follow them. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Những kẻ tin sẽ that the believers will chứ không phải là có thể. Not oh well they might. Nhưng mà những kẻ tin sẽ but được các dấu lạ này. The word of the Lord tells us that the miraculous signs will follow those who believe. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tiếng Anh thì dùng hình ảnh mà dễ thương lắm chứ.
In English, there's a very the words that are used create a beautiful imagery. Chúng ta đi trước trong thẩm quyền của Chúa. We go ahead in the authority of God. Dấu kỳ phép lạ đi theo chúng ta. And then signs and wonders they follow. Chờ đợi để sẵn sàng thể hiện. They're just waiting to reveal themselves. Khi chúng ta lấy danh của Chúa Whenever và chúng we take ta the name of Jesus Christ and we serve others. Chúng ta lấy danh của Chúa When và we take chúng the name of nguyện, Jesus Christ and we cast out demons. Thì các dấu lạ này Then those signs and wonders they're revealed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cặp theo ở đây hay là đi theo chúng ta. Another word here is accompany. They go with us. Xin Chúa giúp cho chúng ta để điều này khích lệ và đức tin của chúng ta. So may the word of the Lord encourage you and build your faith. Chẳng những chúng ta mong đợi phép lạ từ trời. Do we have to wait for signs and wonders and miracles to come from heaven? Nhưng mà bởi ơn của Chúa Giêsu. By the grace of Jesus Christ. Chúa ngài đã bảo với chúng ta. He's already told us. Đó là dấu kỳ phép lạ. That the signs nó chẳng and the những wonders, là chúng ta tìm nhưng mà nó đang đi theo chúng ta. The miraculous signs and wonders, we don't have to go seeking after them. They're with us, following us, accompanying us. Amen, anh chị em. Amen. Điều này có nghĩa là so what does this chúng ta mean? Đứng một chỗ thì chúng ta sẽ không thấy phép lạ xuất hiện. It means that if you just stand in one place, you won't see the signs and wonders revealed. Ra, But when we step out, when we choose to step out to serve those in need, thì chúng ta mới thấy rằng then, có đi theo mình lâu rồi mà. Then you're gonna see that those miracles they were following you all along. Anh chị em, my brothers and sisters, có nhớ câu chuyện mà tôi khám phá ra sự chữa lành không? Do you remember the story that I told you how my very first experience in healing the sick? Ở tại đồi cầu nguyện. It was at Prayer Mountain. Khi tôi được mời Whenever I was invited cho những người có nhu cầu. To go up to the altar to be one of the ministers to pray for the people's needs. À, bây giờ là tôi còn rất là Baptist. And at that time I was a very traditional Baptist. Chữa lành đặt tay, đó là việc mà người Baptist không có làm. Healing, laying hands on people, ooh, us Baptists, we don't do that. Mục sư Doug Stringer, khi ông mời tất cả các mục sư But có Doug mặt Stringer, ở đây, Pastor đây. Doug Stringer, he said, all pastors that are present this evening, would you come to the front? Bây giờ ông kể là tất cả các mục sư mà mình là mục sư thì phải lên. And when he said all pastors, all ministers, well, I'm one. Nên tôi tiến lên. So I went up to the altar. Rồi ông nói rằng tất cả những ai có nhu cầu xin đến với các mục sư tại đây, họ sẽ cầu nguyện cho quý vị. And then Pastor Doug continued on with the altar call saying, if you have a need in this place, come up to any of the pastors and they're going to pray for you. Họ sẽ phục vụ quý vị. They're going to serve you. Ministers. Nên chúng tôi nói rằng chà cái này khó à nha. And so in my head I was thinking this might be a little difficult. Tôi nhìn thấy có cái loa, có cái speaker ở bên vách tường. And I went and I saw that there was a speaker on the side near the wall. Thì tôi xích từ từ đi qua bên đó, đứng ở dưới đó để And I kept scooting over to stand under the speaker, hoping to not be seen. Hy vọng rằng những người ở tại giữa của hoping tòa giảng thì the nhiều người sẽ đến với that in the middle would get all the people. Khi tôi đứng ở tại đó. But when I stood there, trong lòng cầu nguyện, Chúa ơi, đừng cho ai đến với con vì con không biết phải phục vụ như thế nào. God, if anybody comes to me, I'm not really sure how I'm going to minister to them. Có một người đi lên và ra dấu là mình bị mất tiếng. But there was a person who approached me, and she made signs saying that, you know, she had no longer had a voice. Tôi nhắm mắt cúi đầu và lại and Chúa I như một sư Baptist. And bowed my head just like a good old Baptist. Thì bà đã chụp tay tôi và đẩy trên trán của bà. And do you know what she did? She took my hand and put it upon her head. Lạy Chúa, chữa lành cho người chị em này. Lord God, I said, heal this woman. Nhưng mà chưa xong thì bà đã hét lên một cái rồi bà nhảy múa. But before I was even done speaking those words, she shouted out and she began to praise God with dancing. Bà ngợi khen Chúa, bà nói rằng tôi đã được chữa lành, tôi đã nói được. I'm healed, I can speak again. Rồi đi về chỗ ngồi. And then she went back to her seat. Tôi nhìn tay của mình. I looked at my hand. Không ngờ là dấu kỳ phép lạ nó đã cặp theo mình nhiều năm mà mình không biết. I had no idea that signs and wonders were accompanying me for many years. I had no clue. Bởi vì không có vâng lệnh Chúa. Because I didn't obey the word of God. Không vâng phục Chúa. I didn't obey God. Cho nên không thấy nó xảy ra. So I didn't see it happen. Không thấy nó xuất hiện. Didn't see the miracles displayed. Vì Chúa bảo hãy đặt tay trên kẻ đau. Because God tells us that we have to lay hands upon the sick. Cái chuyện đó của mấy ông ngũ tuần chứ Baptist là mình phải kẹp tay trong nách của mình cầu nguyện cho nó bảo. Say, man, those are for those Pentecostal pastors, not me. Chúng ta vâng lời rồi chúng ta nói rằng ồ, Chúa không có làm phép lạ. Không, bởi vì chúng ta không làm đúng theo sự chỉ dạy của Chúa. We don't see the miracles happen because we're not obeying God when he says go out and minister to others in need. Chúa ban thẩm quyền ở trên tay God chúng ta. God gives us authority in our hands. Ngài ủy quyền chúng ta thẩm he quyền gives của Ngài. Us authority
authority hãy sử dụng để làm sáng danh Chúa. Để quý quyền đã ban cho kẻ tin. So that the authority given to the believers. Để chúng ta đuổi quỷ. To go and cast out demons. Để chúng ta chữa bệnh. To heal the sick. Và chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao xảy ra trong ơn của Ngài. We're going to see great things happen by the grace and in the name of Jesus Christ. Chúa đã giao quyền cho các đệ tử. God has given, Jesus Christ has given Ngài cho mỗi người một công việc. Disciples, and He gave them each a job. Hãy thực hiện để Chúa được cả sáng. So for all of us who have a job, we have to do it so that He may be glorified. Và nhiều người sẽ được phước qua sự vâng lời của chúng ta. Many will be blessed by our ministering to them. Amen, anh chị em. Amen. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn trên chúng ta. So may God bless us. Để chúng ta bước đi trong đức tin. So that we can walk in our faith. Dựa trên những gì Chúa phán. Based upon the word of the Lord. Lời của Đức Chúa Trời không thể nào sai được. Because the word of the Lord is always true. Là lời còn lại cho đến đời đời. It is the word that will go into eternity. Tòa nhà này, thế giới này của chúng ta this sẽ biến mất. This building, this earth, it'll all die one day. It will all disappear. Bầu trời sẽ bị cuốn đi. The sky is going to be rolled away. Nhưng mà lời của Chúa but sẽ còn lại cho đến đời đời. Will be here until eternity. Lời đó nói với chúng ta rồi. The word of the Lord that says. Ngài đã ban cho chúng ta thẩm quyền. That He has given us authority. Để giày đạp rắn bò cạp và mũi quyền. To trample upon scorpions, to trample upon all things evil. Lời đó nói rằng kẻ tin sẽ được các dấu lạ này đặt theo. The same word of God tells us that those who believe signs and wonders will follow. Lời đó đã nói với chúng ta rằng danh của Đức Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. The word that tells us that the name of Jesus Christ is a name above every name, that every knee shall bow and every tongue shall confess. Lời đó xác nhận với chúng ta. That word affirms to us. Đó là các cửa âm phủ không thể nào thắng được cái tiếng gọi của Chúa. Not prevail against the church of God. Lời đó nói với chúng ta that rằng word tells us mỗi một chúng ta là đền thờ nơi Chúa. Each and every one of us is a temple of the living God. Lời đó cũng nói với chúng ta that rằng that word tells us quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Raise from the dead. Đang ở trong chúng ta. That resurrection life is living within each and every one of us. Sẵn sàng để tuôn đổ ra. And that power is ready to flow through us as a river of life. Để đem sự sống đến to bring life to the sick, to the dead. Anh chị em còn chờ gì nữa? What are you waiting for? Anh chị em còn chờ điều gì nữa? What are you waiting for? Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần. Everything that we need to minister. Ngài ban cho chúng ta quyền năng sáng tạo của Ngài. His creative miracles. Ngài ban chúng ta thẩm quyền của Ngài. He's given us His spiritual authority. Ngài ban chúng ta danh của Ngài. He's given us His name. Còn chờ gì nữa? So what are we waiting for? Chấm dứt ngồi đó cứ nài nỉ Chúa. We've got to stop sitting here asking, pleading with God. Là Chúa xin ban ơn cho con, xin ban ơn cho con. Will you bless me? Please, God saying, I already done blessed you. Hãy mở ra và sử dụng. Open it up and use it. Là Chúa xin cho con biết con phải hầu việc Chúa như thế nào. Some of us come to Him and we're still praying, God, how is it that I'm supposed to serve You? Show trước me your trời, way. Show me your will. Công việc cho từng đứa rồi. But the Lord says, before I ascended to heaven, I already gave you a job. Hãy mở ra và biết Ta đã giao cho các con điều gì. So look at that job, know what I have given you. Đứng lên và sử dụng and nó. And rise up and use those làm gifts. Ra. Use that authority to bring blessing to others. Vì khi Ta trở lại, Ta because sẽ tính when sổ. I come back, I'm going to look at the books. Thế nhưng đang chờ đợi chúng ta. The world is waiting for us, my brothers and sisters. Những người đau khổ đang chờ đợi chúng ta. People who are hurting are waiting for the children of God to free them. Người ta đang cần kinh nghiệm được sự biến đổi cuộc đời mới ở trong Chúa. There are people that are waiting so that their lives can be transformed into the goodness of what God has in store for them. Hôm qua trong lớp chuẩn bị hôn nhân. Yesterday in a marriage preparation class. Tôi nghe hai người trẻ sắp sửa làm đám cưới. I was talking to two people who were about to get married. Để tôi có thể biết và giúp đỡ. And I was asking them questions so that I could understand their relationship more. Tôi hỏi về cái hoàn cảnh của gia đình của từng em. I asked about the family of each person. Khi nghe các em kể về when I heard them share gia đình của mình about their families, tôi khóc ở trong lòng mình chứ. I cried in my heart. Và cuối cùng thì tôi đã nói tạ ơn Chúa vì trong một hoàn cảnh như vậy mà hai con đã trở nên người như thế này. And as I heard their stories, I praised the Lord and I told them, thank you, Lord, thank God, that no matter, even though you grew up that way, you are here in the presence of God, serving Him and blessed. Tạ ơn Chúa vì ân điển diệu kỳ của Chúa. Praise God for His grace. Ngài có thể viết lại His abundant grace.
những cái trang sử cho cuộc đời của chúng ta. That he can rewrite the story of our lives, our future. Cuộc đời của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đổi mới hoàn toàn. Our lives can experience a blessed transformation in him. Và tương lai con cháu của chúng ta cũng có thể được phước của Chúa một cách dư dật. Our children and their children and their children can receive the blessing of the Lord. Khi chúng ta kêu cầu danh Chúa. When we call upon his name. Chúng ta được cứu. We're saved. Chúng ta được chuộc. We are bought back by Thánh him. Chúa Trời liền the Holy trong Spirit is in us và ban phước trên đời and sống blesses của chúng our lives. Ngài viết lại he cái DNA trong cuộc đời của chúng ta. The DNA in our own bodies. Ngài bẻ gãy những cái rủa sả trong cuộc đời của chúng ta. Every curse that's in our families. Ngài lau ráo nước mắt của chúng ta. A new legacy. He can dry every tear. Bằng dầu vui mừng của Ngài. He can replace every tear with the joy. The oil of joy. He can put on a garment of praise on us. Ngài khen Chúa. Praise the Lord. Anh em đã kinh nghiệm điều đó chưa? My brothers and sisters, have you cảm experienced Chúa. This? Then praise the Lord. Chúa. Then praise the Lord. Nhưng cũng hãy nhớ rằng còn rất nhiều người ngoài kia chưa bao giờ biết. But you have to remember that there's so many out there who are still waiting to hear the gospel. Họ đã bị ma quỷ cầm buộc. They have the enemy that has put them in bondage. Họ đang đau khổ. And they're hurting. Nhưng mà không biết có một Chúa quyền năng để kêu cầu. And they don't know that there is a God that they can call to. Nhưng mà cảm ơn Chúa. But we praise God. Houston sắp sửa được biết. That we know Houston is about to know. Vì có những người con Chúa. Because there are people of God here in Houston. Đang được phục hưng. That are being revived. Đang được Chúa ngài nhắc nhở. That God is touching them and teaching them to know who they are in Him. Quyền năng của mình trong Chúa là như thế nào? And the power and the authority that they have in the Lord. Thẩm quyền của mình ra sao? Để chúng ta có thể đi. Can go out. Các thành các nơi mà Chúa ngài sẽ đến. Wherever the Lord Jesus is about to go and prepare the way. Để chia sẻ, giảng dạy và lan tỏa sự sống này. To be able to shine out the word, the good news. Để quỷ phá công việc của ma quỷ trong những cuộc đời. The work of the enemy upon people's lives. Và tái giới thiệu quyền năng của Đức Chúa Trời vào trong những cuộc đời. And reintroduce the power and the authority of God into them. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hãy bước vào chương trình của Đức Chúa Trời. So let's walk into, step into the plan Chúa of God. Sự tươi mới praise God for this renewness. Và đứng lên thưa với Chúa rằng. And rise up telling God. Chúa, God. Xin kể con là một trong những đền thờ Chúa muốn xây dựng. I am going to be one of your temples where you can reside. Sự vinh quang của Ngài mọc lên trên chúng ta. Glory would be shown upon us. Quyền năng của Ngài thể hiện xuyên qua đời của con. Flow through us. Để nhiều người được phước so trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, anh chị em hãy trỗi dậy nêu so my brothers and sisters, rise to your feet in your amen to the Lord. I know with Chúa đến tell the Lord, tell him. Con dâng cuộc đời của con. Here I am, God. I give you my life. Thánh hóa đổi mới con. Change me, O Lord. Purify me. Xin vinh quang của Ngài mọc lên trên con. Shine upon me. Để con có thể trỗi dậy. So that I can arise. Và tỏa sáng cho Ngài. And shine brightly for you. Để Chúa có thể kéo. So that you can, O God, các vua, các dân đến với pull the kings, the people unto you. Để họ có thể kinh nghiệm được so that they can experience your blessing, O God. Để con có thể thấy. So that I can see con cái của con từ that khắp my nơi children from all over sẽ được Chúa ngài kéo về that you call them and draw them to you, God. Hallelujah. Hallelujah. Cha dấu xin ngài thấy những tấm lòng đang đứng trước mặt ngài. Look at these hearts before you. Cảm ơn Chúa vì ngài nhắc nhở chúng con trong ngày hôm nay. Thank you that you remind us today. Trước khi Chúa về trời, that before you ascended to heaven, ngài đã cắt việc cho mỗi that you had already prepared a job for everyone to do, each one of us. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Cảm ơn Chúa vì điều Chúa ngài muốn thực hiện. I thank you, Lord, for what you want to come to pass in our lives. Xứng hợp với những gì Chúa ngài đã bày tỏ chúng con qua lời của ngài. We want to align with everything that you have revealed to us in your word. Đó là ngài đang làm đẹp và phục hồi những con người, những đời sống để làm đền thờ tinh rồng không tì không vết cho ngài ở trên đất này. And that Lord God, you are restoring each and every one of us to be a temple, pure and sanctified, beautiful, a place where you can reside so that your power and your authority can be known in us. Nơi mà Đức Thánh Linh tự do hành động. A place where your Holy Spirit can freely move. Để dấu kỳ phép lạ sẽ luôn xảy ra. And wonders are going to take place in our lives. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Chúng con đón nhận we receive this responsibility. Cảm ơn Chúa vì ý định tuyệt vời của Ngài. We thank you for your divine plan. Đó là Ngài muốn tất cả chúng and con that you want all of us sẽ trở thành đền thờ to become temples of the đầy Lord. Vinh hiển và quyền năng. Full of your glory, full of your power, Chúa full of your authority because your glory shines upon us, chúng O God. Cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Sử dụng chúng con use us, Father cho God, vinh quang của Ngài. For your glory's sake. Chúng con ngợi khen Chúa. We praise you.
Mà chúng con cầu nguyện. And we pray all these trong things danh Chúa Jesus in Jesus' name. Amen. 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 Chúa ban phước cho anh chị em. May God bless you, my brothers and sisters. Ra về bước đi trong thẩm quyền Chúa ngài ban cho. So walk out of these four walls and the spiritual authority that God has given you and complete the responsibility, the job that He has for you. Chúa đại dùng anh chị em cho. May God use you for His glory's sake. Chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện. We're going to stay back here to pray for anybody who has needs. Hội thánh tôi kết lại tất cả anh chị em. In church, I want to encourage each and every one of you. Nếu hoàn cảnh cho phép. If your situation allows. Nhanh chóng ghi danh để chúng tôi biết và chúng tôi chuẩn bị cho kỳ huấn luyện. Would you quickly register for the upcoming school of healing at the information desk in the foyer? Và đây là một trong những cách mà Đức Chúa Trời ngài muốn sử dụng và làm cho chúng ta đầy quyền năng và tỏa sáng. This will help us to better prepare, and this school of ministry is going to help you to be able to go out into the world to shine brightly for the Lord and glorify Him. Không có gì phước cho bằng chúng ta đang ở trong kế hoạch và chương trình as being in the plan of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.